Vâng, Gerdo xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, một clip em review chi tiết đến toàn thể các bác những cặp loa bắt 30 của Gora. Thì những cặp loa bắt 30 này hiện tại bên mình cũng bán hết hàng rồi các bạn. Về được có hơn chục cặp, bán cho cả anh em thợ nữa là hết hàng. Hình như còn đâu đó chỉ 1-2 đôi thôi. Nhưng tiện đây em review cho bác những cặp loa zin xịn đẹp về phục vụ anh em. Đấy. Thì hôm nay đang cố gắng là tổng lực vệ sinh đây các bạn. Vệ sinh Gora, hôm qua là làm trong DK, hôm nay bắt đầu làm trong Gora. Và những đôi loa Sturo sử dụng bass chef vital, bass neo, tép neo là em cũng gần hết hàng rồi nhá. Chỉ còn vài đôi thôi, đây những đôi mà em đang tập kết ngoài kho nát là đóng hàng hết thôi các bác anh em nhá. Thì báo cáo bác biết thì nói đến Gora là một thương hiệu có thể nó cho về nổi tiếng về âm thanh, nhất là những dòng loa của nó cho chất âm cực kỳ hay. Sử dụng loa những bass chef của nó sử dụng chef là chef của Đức, chef bi CMS. Còn bát của nó sử dụng bát là của Italia, nhà bát 18 cộng của Ý các bác nhá. Cả những dòng loa bát 30 cũng vậy, nhìn nó rất là ngầu khi bác nhìn vào đây, nó phần lón này. Cái phần lón nó sụp lón bóng như xì dòng Outcenter. Đấy. Hiện tại cặp loa bát 30 này hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán mức giá là 10 triệu đồng một cặp bác nhá. Tuy là hết hàng rồi nhưng báo ba giá cho anh em để anh em có thể tham khảo. Rồi dòng này thì mở anh cái bát lên xem nào. Tiện em quay luôn review cho anh em luôn. Review. Giật bát đi. Hàn liền à. Đấy, bát bích từ trắng nhá. Phải nói là cực kỳ ngầu bác nhá. Dụng bát tức là bát nhập khẩu hết Italia bác nhá. Với hàn bích từ trắng từ 19 coi 76 bác nhá. Công từ. Chép của nó chép BNC. Chép bát 30 là BNC, chép của Italia. Con này sử dụng từ khoảng từ 10-12 bác nhá. Còn đối dòng bát 25, lật trên cái bát đi. Bát 25 thì gông của nó bác lưu ý đây, cái gông mặt này nó khác, thiết kế ngầu hơn. Bát 25 này là cái mặt pick của nó nhá, pick nó cũng là pick trắng. Pick trắng bác nhá, lật hẳn lên. Pick trắng xuống pick từ 18 cộng bác nhá, 18 cộng sao, mã số 10. Nghĩa là cái mã 10 này có nghĩa 10 inch các bác nhá. Ánh bình màu của tem bích từ này. Đặt anh ngửa lên cái nhện lên này. Nhện đi hai lượt hai cầu nhá. Thấy không ạ? Của cô này. Đấy. Đối tất cả hàng bãi thì bên em Hiếu Minh bao zin bao xịn bảo hành 1 năm cho anh em. Màng của nó sử dụng màng là thiết kế như gần như màng Lexo PS10. Với thiết kế lón của nó sử dụng lón là lón nõm như dòng B3 hoặc Lexo bác nhá. Rất đẹp, bát còn rất đẹp luôn. Còn đối với dòng chép của bát 25 sử dụng chép của CMS, nghĩa là chép của Đức các nhá. Và cái đặc điểm của bát 25 đây là phiên khúc đời cao lên khi cái bát này này. Đó lý này, à quên cái chép này, là sử dụng phễu của nó nhá, là phễu bằng gỗ. Với bằng gỗ nó cắt nhiều lớp ép lại, các bạn nhìn thấy không ạ? Nhiều lớp ép lại, cắt CNC nhiều lớp ép lại. Cực kỳ ngầu luôn. Phần tần thì cũng rất là gấu các bác nhé. Phần tần gấu nhất cho anh cái thùng này hậu sau thế này. Với đặc thù đó, bác 25 thì bác đi thì hàng bãi về nó như màu đen hay màu trắng này em còn sơn lại được. Nhưng cái màu này em màu ghi này, những vết xước nhẹ này em cứ để mộc như vậy. Xước nhẹ thì hàng bãi nó cũng tránh được. Công suất của bát 25 là 280W, các bạn nhé, nội trở 8 ohm V10C Gora. Hiện tại mỗi cặp loa bát 25 này thị trường anh em bán đâu đó khoảng 8 triệu đồng. Hơn 8, ngoài 8 triệu đồng thì anh em Hiếu Minh bán thời điểm này giá là 7 triệu 500 ngàn đồng. Công khai giá luôn, nhấc cho anh cái bát thì chép ra để quay đằng sau hậu thùng. Bát 30 đây nào. Bỏ cái ốc ra, nhấc thùng hậu xem này. Bát 30 thì em cái này công suất lớn hơn không nhé. Tiếng dòng này thì chơi chất âm cực kỳ hay quá nhỉ. Không sao. May quá. Được không? Ok, kéo. Để mình nghe được. Bát 30 của nó công suất là 400W các bác nhá. 400W mã là V12B. Độ trở 8 ohm.
Và bát 25. Bát 25 thì sử dụng của nó là bác đi hôm trước em quay ruột rồi. Lật lật cạnh cho anh này lên được không? Để sát này được không? Cạnh anh bát lên. Súng chép của nó chép cổ biên CMS của Đức các bác nhá. Chép CMS Đức và cái phễu của nó phễu liền thùng các bác nhá. Phễu liền thùng. Đây cạnh này này. Lấy cái ấy, lấy cái và lấy cái ấy đừng bung xốp ấy. Đấy, lấy cái móc. Được không? Chặt cái này. Và lấy vít đi. Như vậy thì số lượng hàng về như hôm trước thông báo rồi, tổng cộng em về tổng cộng là 67 đôi loa Goda. 67 đôi loa thì bắt 30 em bán gọi là hết rồi, coi như báo hết vì nó còn chỉ còn 1 2 đôi gì đó, em không chờ chính xác. Còn bát 25 thì vẫn còn cho bác anh em và bát 20 còn ít đấy các nhá. Và thời điểm này em về rất nhiều loa nên anh em nào thợ thuyền có nhu cầu liên hệ đơn vị em, giá cực kỳ tốt cho anh em. Bát 20 thì em Hữu Minh đang bán mức giá là 4.200.000 đồng một đôi. Cái dìa kia. Cái đấy. Đấy, được rồi. Bát 20 bích từ. Kỳ ngầu và đẹp, phân tần có lại gấu lắm, bát 20 phân tần khủng khiếp luôn các bạn. Nhìn. Đấy. Phân tần nó sử dụng đến tận 4 cuộn cảm bác nhá. 4 cuộn cảm nhỉ. Và anh em nào có nhu cầu những cặp loa chất lượng như dòng Goda hôm nay em giới thiệu đến gần các bác thì nhanh tay liên hệ đơn vị Hữu Minh Audio. Cũng như thông báo các bác thì với mức giá rất hợp lý, các bác có thể dễ dàng phối ghép với những bộ dàn từ 15 triệu, 20 triệu hay ngoài 20 triệu để bác sử dụng cho mình combo toàn hàng chất, toàn hàng chính hãng xịn sò. Còn bác mua biết thì một cặp loa mới kiểu bát 25 những dòng Goda bác mua bỏ ra đâu đó khoảng gần 30 triệu đôi. Nhưng bác mua hàng bãi giá êm hơn 60% 70% rồi, giá 7.500.000 đồng một đôi các bác nhá. Và clip của em thì mình đến kết thúc. Cảm ơn xem ủng hộ video của em và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.